Không ạ? À, có, vâng. Thiếu tính sáng tạo, đúng không? Cứ suốt ngày tôi thấy up cái hình lên nhai đi nhai lại cái chuyện như thế. Không chăm sóc khách hàng cũ và duy trì với mối quan hệ với khách hàng cũ. Mọi người có rơi vào tình trạng này không? Cũng có, đúng không ạ? Vâng. Khách hàng cũ, người ta có một cái nguyên lý như này. Để một khách hàng cũ quay trở lại mua sản phẩm của chúng ta sẽ rẻ hơn, hay đúng hơn là chi phí sẽ thấp hơn cái chi phí mà mình tìm kiếm một khách hàng mới hoàn toàn. Vậy mình chốt nó sang một đơn 300, 500, 3 triệu, 5 triệu, thế là cười ít mắt vào, đúng không ạ? Chưa anh bắt đầu phải đi xóa cả đám vì là vừa thịt được một con, đúng không ạ? Và vui vui tí. Sau đấy mình không hề chăm sóc. Chăm sóc bằng cách nào? Khi mình giao hàng xong, mình phải vào mình chat, mình hỏi: anh chị đã nhận được hàng chưa ạ? Và sau đó mình lại hỏi là 1-2 ngày sau mình lại hỏi là: anh chị đã sử dụng sản phẩm chưa ạ? Anh chị cảm thấy thế nào? Và nếu như họ phản hồi tốt thì mình cảm ơn, mình tiếp tục hướng dẫn họ sử dụng. Họ phản hồi không tốt là mình phải điều chỉnh. Có thể không phải do sản phẩm mà do cách họ dùng sai. Nhưng nếu mà mình không nắm bắt cái chuyện đó, họ dùng sai và sau đó họ cứ gì đổ lỗi là mình làm không tốt, sản phẩm của mình không tốt, thành ra là mình không bán được. Anh chị có đồng ý với tôi không ạ? Kể cả thuốc kháng sinh thôi, có người dùng cũng còn không khỏi cơ mà. Chứ đừng nói là mỹ phẩm. Thuốc kháng sinh anh chị ốm ấy, viêm họng ấy, sốt ấy, uống còn có người không hại cơ mà. Vì sao ạ? Bác sĩ kê 2 viên, nó tức tiền uống 1 viên. Bác sĩ kê 7 ngày, 3 ngày nó khỏi rồi, nó không uống nữa. Người Việt chuyên có kiểu như ngày xưa tôi như thế. Ngày xưa tôi không hiểu biết mà. Đấy, kê 7 ngày, uống 3 ngày hết rồi, khỏi nó không uống nữa. Nhưng anh chị đâu có biết là với một cách như thế, lần sau là nó bị nhờn thuốc. Không đủ liều lượng, không đúng quy trình. Đấy. Thế thì sao bảo là sao, nó cứ quay ra nó trách mình là sản phẩm không có tác dụng. Rồi bắt đầu mình duy trì, mình trò chuyện. À, mình trò chuyện, mình lại bắt đầu mình tiếp tục là: chị ơi, chị ơi, chị ơi, à, chị thấy tốt rồi, chị có thể giúp em là giới thiệu cho bạn chị sử dụng sản phẩm này không? Đúng không ạ? Thế nó thích mình rồi thì nó sẽ suy nghĩ. Tôi không nói nó sẽ đồng ý ngay, nhưng nó sẽ suy nghĩ về việc là gì? Là nó đồng ý với cái đề nghị đó. Hoặc là bước tiếp theo mình trở nên thân thiết. Đừng ngay mà luôn nhé. Bước tiếp theo mình trở nên thân thiết lại. Mình có thể tỉ tê nói về chuyện là gì? Làm đại lý. Bởi vì tìm một đại lý sẽ kiếm được nhiều tiền hơn rất nhiều tìm một khách hàng. Đúng không? Đừng cố gắng. Mình sẽ chia 50% công lực của mình cho việc bán lẻ và 50% công lực của mình cho việc tìm đại lý. Bởi vì cách nào cũng hiệu quả. Khách lẻ thì mình làm gì? Có tiền ngay. Nhưng đại lý thì mình lại gì? Có tiền lâu. Đại lý thì nó bán đi bán lại, còn khách thì nó mua một lần thôi, đúng không ạ? Mà sản phẩm của mình là sản phẩm tiêu dùng hao mòn. Hao mòn tức là sao? Uống thì nó sẽ hết, bôi thì nó sẽ hết, thì người ta lại phải uống tiếp, phải bôi tiếp. Mình phải đặt cái câu chuyện đấy ra để mình phát triển, được chưa? Không chăm sóc hàng cũ. Rồi, ngại thay đổi khi thị trường thay đổi liên tục. Tôi nói anh chị nghe, online hôm nay Facebook chạy quảng cáo tốt, ngày mai Facebook không chạy được. Bây giờ Zalo đang dùng nhiều, nhưng ngày mai có thể là một cái mạng xã hội khác. Hành vi công cụ thay đổi liên tục, nhưng chúng ta chẳng biết chuyện gì cả, đúng không ạ? Ý tôi muốn nói là gì? Các anh chị cũng phải thay đổi liên tục. Các anh chị phải học hỏi không ngừng. Nếu ai đó cho rằng là mình đã học đủ thì tôi khẳng định là không phải đâu ạ. Không có ai được gọi là học đủ cả. Đấy. Và tiếp tục là nghĩ nhiều, nói nhiều nhưng không làm gì. Em sợ, nên là em đang nghĩ. Khách hàng mà nó nói là em đang nghĩ là không bao giờ được tin nó, nhớ đấy. Khi người ta trả lời các anh chị là tôi đang suy nghĩ, tức là họ không nghĩ gì. Đúng không? Các anh chị họ nghĩ ngồi, họ nghĩ thật đấy ạ. Không
Không. Câu trả lời của khách hàng là tôi đang suy nghĩ, thì tức là họ không nghĩ gì. Và lúc đấy mình phải làm gì ạ? Lúc đấy mình phải liên tục tấn công, mà không hỏi là họ nghĩ gì, mà giải pháp sẽ là gì? Tôi nghĩ gì? Tức là mình phải show up cho họ thấy là từ ngày tôi làm mỹ phẩm Chambon, đúng không ạ, tôi đã thành công như thế nào, tôi đã kiếm được bao nhiêu tiền, bạn bè của tôi thay đổi như thế nào, khách hàng của tôi thay đổi như thế nào, gia đình tôi hạnh phúc như thế nào. Mình phải show up cho người ta thấy, chứ không phải là bạn nghĩ gì và tôi nghĩ gì. Đấy là cách mà chốt đại lý đấy ạ, cách chốt khách hàng đấy ạ. Tí nữa là tôi học xong, tôi ra tôi hỏi hết chương trình này, tôi ra hỏi các bạn hôm nay thấy thế nào. Phần lớn các bạn sẽ trả lời câu kiểu như này: em thấy cũng được, ừ, em thấy cũng hay, cũng thầy nói chuyện vui. Thế nhưng mà không ai nhận xét là thầy đã cho em một cái bài học, em cảm thấy thế này, em cảm thấy kia, không hề chi tiết một tí nào. Nhưng mà nếu tôi muốn chốt mọi người làm đại lý thì tôi sẽ nói thế này: kể từ khi tôi làm đại lý của cha con, đúng không ạ, đây thu nhập của tôi đang từ 10 triệu một tháng lên 50 triệu một tháng, đúng không ạ, tôi được đi du lịch, tôi được đi thế này đi kia, tôi có nhiều thời gian chăm sóc gia đình con cái, bạn có muốn như tôi không? Thì người ta mới bị dẫn dụ chứ. Không phải là họ nghĩ gì, mà đây là công thức là gì? Bạn nghĩ gì? Mọi người đã thấy khác biệt trong cách bán hàng không ạ? Khác rất nhiều đấy. Đây là những cái chương trình, những cái kiến thức mà bọn tôi học ở nước ngoài. Những cái đội người ta làm sale cực kỳ giỏi. Sản phẩm của mọi người không phải quá khó bán đâu. Sản phẩm mọi người rất là rẻ, vài trăm nghìn. Bọn tôi bán những cái khóa, bọn tôi bán những cái gói đầu tư, khách người ta xuống 100.000 đô, 200.000 đô rất là dễ. Gói đầu tư khách xuống 100.000 đô, 200.000 đô rất là dễ. Bởi vì sao? Không phải là bạn nghĩ gì mà tôi nghĩ gì. Phải sâu cho người ta thấy những rủi ro của họ lo lắng, mình sâu ra cho người ta thấy là không có rủi ro gì cả, đúng không ạ? Những quyền lợi thì sâu cho người ta thấy rất nhiều quyền lợi. Đấy, các minh chứng, thế thì họ sẽ bị dẫn dụ. Mọi người hiểu chưa ạ? Thì đấy tôi chia sẻ một chút chút về cái những cái sai lầm. Đấy, nói nhiều, nghĩ nhiều. Thì lời khuyên của tôi là gì? Nghĩ nhiều, nghĩ kỹ, nhưng phải hành động ngay. Bởi vì mình phải thử thì mình mới biết. Tức là mình nghĩ là ngày mai mình sẽ thay đổi hình ảnh Phan Anh là một người xăm trổ, chạy xe phân khối lớn trông rất kinh khủng. Mình nghĩ rằng như thế là hay. Nhưng mà đưa lên bắt đầu tất cả các chị em gái vào unfriend, đúng không ạ? Bỏ kết bạn thì chứng tỏ là cách đấy sai. Thì mình phải làm gì? Sửa. Nhưng tôi không thử thì tôi không biết. Tiếng Anh nó có một cái câu là you never try thì you never know, đúng không? Bạn không thử thì bạn không biết. Trong đầu tôi nhé, đây các anh chị nhìn thấy tôi ăn mặc như này là đúng kiểu giáo viên đi dạy rồi, rất lịch sự, đúng không ạ? Thế nhưng mà ngày mai mình đi ra ngoài đường, mình thấy một ông quần da rách tua rua, xăm xước các kiểu, trông rất kinh khủng. Và ông ấy đang nghĩ hình ảnh đấy rất là tốt, nhưng mà mình bảo ủa, trông kinh khủng quá. Một lần người ta bỏ kết bạn. Thế nhưng mà đổi lại, nếu mà làm như thế mà lại thấy xe nhiều, like nhiều, bình luận nhiều, bạn bè tăng lên trông thấy, thì chứng tỏ là gì? Đúng đấy, đang đúng đấy. Nhưng chuyện đấy chưa xảy ra thì tôi không biết là đúng hay sai, đúng không ạ? Thế nên là mình vẫn phải gì? Thử, cân nhắc và thử. Rồi ạ. Vâng, có ai có câu hỏi gì về, có ai có câu hỏi gì về về cái phần này không ạ? Có ai có câu hỏi gì, có ai có phản hồi gì không ạ? Tôi trình bày một số những cái ý tưởng, một số những cái nội dung mà tức là gọi là những sai lầm mà các bạn thường hay gặp phải. Vậy thì đúng đắn là gì? Đúng không ạ? Đúng đắn thì đừng làm sai. Liệt kê những cái sai ra thì đừng làm như thế thì sẽ là đúng. Ok? Gần như bổ củi xong về vẫn không làm gì. Thế thôi. Rồi, tôi sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Có ai có câu hỏi không? Có ai có ý kiến gì không? Có câu hỏi ạ? Mời em. Đây ạ, mic đang chạy. Sao không cầm trong tay cái đi đâu đấy?